Cái đó thứ bảy ngày tốt. Dế 11 hình như có 5 mét không mày? Bị mờ đúng không? Nãy chị chùi cam chưa? Do chị đó chứ. Chùi cam đi cái hầu nó bị dính nước mà. Sao không mà? Bình thường sáng lắm, sáng hẳn điện thoại em ấy chứ. Quay xem coi lại điện thoại sáng trưng. Cho con cú nó nghỉ với sao nặng tiếp em Phương.
phim rồi, phim